Tháng 10 âm lịch Tuổi Hợi, đương đầu Thái Tuế, khó khăn chồng chất, sự nghiệp tan tành, tiền bay như gió. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Tuổi Hợi là biểu tượng cho con heo, là con giáp đứng ở vị trí cuối cùng của bảng thập nhị địa chi, và khi khởi vòng trường sinh tính theo tiết khí thì tháng Hợi ứng với cung dưỡng trong 12 cung của vòng trường sinh. Trong lục thập hoa giáp, tuổi Hợi gồm các tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, Đinh Hợi 1947, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959, Quý Hợi 1983. Người tuổi Hợi chất phác, ít mò mè, sống trầm lặng. Họ luôn điều hòa được các mối quan hệ theo hướng dĩ hòa vi quý nên rất được mọi người yêu mến. Nét tính cách thường thấy ở người tuổi Hợi là có phần dễ dãi, rất dễ tin người, nên chỉ cần có người nào đó ngọt nhạt với họ là họ cho rằng đó là người tốt, bất kể đó là người lạ hay người quen. Chính vì điều này mà tuổi Hợi rất dễ bị tiểu nhân lợi dụng và phá hoại. Tử vi học năm 2020 chỉ ra rằng trong tháng 10 âm lịch này, tuổi Hợi nếu không cẩn thận sẽ khiến cho sự nghiệp tiêu tan, sự nghiệp chật vật, thậm chí vỡ nợ phá sản. Vậy trong tháng 10 âm này, tuổi Hợi cần chú ý những gì để vận trình không đi vào đường cùng? Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuổi Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ dễ xúc động với những khó khăn, bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Hợi hay tham gia vào những việc hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, tuổi Hợi biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Cục diện Hợi, Hợi tự hình trong tháng 10 âm lịch này báo hiệu đây sẽ là một tháng khá sóng gió với con giáp tuổi Hợi. Những việc quan trọng tốt nhất nên lùi lại thời điểm khác rồi hẵng tiến hành để tránh rủi ro không đáng có. Dễ thấy nhất là trong tháng đương đầu Thái Tuế, con giáp này phải gồng mình lên trong công việc. Bạn sẽ liên tục phải vất vả, tất bật. Chưa xong việc này đã có cả đống việc chất chồng lên nhau chờ đợi ở phía sau. Ngoài ra, thế lực tiểu nhân vây hãm ngày càng rõ ràng. Dù không có ý tranh giành, bon chen, nhưng con giáp này vẫn khó tránh được, vẫn bị lôi vào cuộc. Phải thật thận trọng trong việc tin tưởng những người xung quanh, đề phòng bị đâm lén sau lưng. May mắn là nguyệt lệnh thai ở Hợi đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ sớm được đột phá khỏi thế bế tắc. Lại thêm chính quan hỗ trợ, con giáp này hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế nếu đủ quyết tâm và kiên trì. Tài vận không có khởi sắc rõ rệt dù đã rất cố gắng, nhưng có lẽ thời cơ của bạn chưa đến. Hãy cố gắng án binh bất động, chờ đợi thêm. Đã vậy, việc kinh doanh, buôn bán có xu hướng chững lại do gặp phải đối thủ cạnh tranh lớn. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận khi tiến hành đầu tư, tránh bị lừa đảo, gây hao tài, tốn của. Việc thu, chi trong tháng cũng cần cân đối, tránh rơi vào tình trạng thất thoát do chi nhiều hơn thu. Về đường tình duyên, tâm trạng bất ổn, lên xuống thất thường có thể là nguyên nhân khiến con giáp tuổi Hợi hành xử khá bốc đồng và sốc nổi. Bạn có xu hướng cư xử khó hiểu với nửa kia, đôi lúc còn chủ động khơi mào chiến tranh chỉ để xả cơn bực tức của mình. Đừng đem những nỗi bực dọc bên ngoài về và chút lên đầu người thân như vậy. Buồn bã vất vả, nhọc lòng suy nghĩ cho công việc, tình cảm cũng đang khiến cho sức khỏe của mệnh chủ bị bào mòn nghiêm trọng.
Bạn nên chú ý rèn luyện, bồi bổ cơ thể để đủ sức chiến đấu với những sóng gió trong cuộc sống. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vận may mà tuổi Hợi sẽ phải trải qua trong tháng 10 âm lịch, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Hợi qua các phương diện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Sự nghiệp của tuổi Hợi trong tháng 10 âm lịch. Theo tử vi tháng, phương diện công việc của người tuổi Hợi sẽ có nhiều công việc không thực sự như ý do chịu tác động của cục diện tự hình. Không ít kế hoạch lập ra nhưng trở thành vô ích khi mọi việc dễ đi chệch hướng. Những việc quan trọng tốt nhất nên lùi lại thời điểm khác rồi hẵng tiến hành để tránh rủi ro không đáng có. Dễ nhận thấy đây là tháng đương đầu thái tuế, cơ giáp này phải gồng mình lên để giải quyết công việc. Bạn sẽ liên tục phải vất vả, tất bật, chưa xong việc này đã có cả đống việc chất chồng lên nhau chờ đợi phía sau. Thời gian và sức khỏe có đôi lúc không ủng hộ khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng bế tắc, chật vật, tìm mọi cách để xoay sở. Bạn hãy tìm hiểu kỹ xem khó khăn hiện tại là do vấn đề của chính mình hay tại hoàn cảnh. Nếu là do chính mình thì tự tìm cách thay đổi, không ai hoàn hảo cả. Quan trọng, bạn biết vấn đề của mình ở đâu và tìm cách xử lý chúng. Một lưu ý nhỏ là nhận định của bạn lúc này cũng không thực sự chính xác như bạn vẫn tưởng. Vì thế, thay vì nâng cao quan điểm thì học cách lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn sẽ tốt hơn cho bạn. Ngoài ra, thế lực tiểu nhân vây hãm ngày càng rõ ràng. Dù không có ý tranh giành, bon chen, nhưng con giáp này vẫn khó tránh được, vẫn bị lôi vào cuộc. Phải thật thận trọng trong việc tin tưởng những người xung quanh, đề phòng bị đâm lén sau lưng. Thời điểm này, bạn cũng không nên quá vội vàng. Cứ tập trung vào tiêu chí chậm mà chắc thì làm bất kỳ việc gì cũng sẽ giúp bạn tránh khỏi không ít rắc rối. Sự nhanh nhẩu quá mức cần thiết lúc này có thể khiến bạn bỏ lỡ nhiều chi tiết quan trọng. May mắn là nguyệt lệnh thai ở Hợi đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ sớm được đột phá khỏi thế bế tắc. Lại thêm chính quan nhập cục có dấu hiệu cho thấy có người sẽ hỗ trợ giúp đỡ bạn một tay. Con giáp này hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế và nếu đủ quyết tâm và kiên trì. Nhưng nếu bạn cứ cố chấp, không thực hiện theo sự hướng dẫn và luôn tỏ thái độ hoài nghi thì tình hình sẽ không thể khá hơn. Thuyền đến đầu cầu, ắt đi thẳng, bạn phải trải qua sự tôi luyện của sóng gió thì mới có thể mạnh mẽ. Thành quả đạt được cũng sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều. Tài lộc của tuổi Hợi trong tháng 10 âm lịch. Nếu người tuổi Hợi đang mong chờ một tháng với vận trình tài lộc đột phá và rủng rỉnh thì có lẽ tháng này chưa phải là thời điểm nguyện ý của bạn thành hiện thực. Tài vận trong tháng không có khởi sắc rõ rệt, dù đã rất cố gắng nhưng có lẽ thời cơ của bạn chưa đến. Hãy cố gắng án minh bất động, chờ đợi thêm xem sao. Đã vậy, các khoản thu nhập chưa thấy dấu hiệu tăng. Trong khi đó, hàng loạt những khoản phải chi tiêu ập tới khiến bạn trở tay không kịp, có thể phải đi vay mượn tạm thời. Do đó, việc thu chi trong tháng cần mau chóng cân đối, tránh rơi vào tình trạng thất thoát do chi nhiều hơn thu. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tháng có xu hướng chững lại do gặp phải đối thủ cạnh tranh. Cách thức kinh doanh của bạn đã cũ nên dành thời gian để nghiên cứu, phân tích để tìm ra hướng đi mới. Cạnh tranh không phải lúc nào cũng tiêu cực. Nếu như bạn đủ nhanh nhạy để biến cạnh tranh thành động lực và bàn đạp đẩy mình lên thì bạn hoàn toàn có thể đi trước thị trường, nắm lợi thế tiên quyết trong tay. Trong hợp tác, đầu tư, tuổi Hợi phải hết sức tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt, gây hao tài, tốn của. Tình duyên của tuổi Hợi trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, đương đầu với thái tuế khiến người tuổi Hợi có xu hướng phóng đại cảm xúc của bản thân, mọi thứ khăng khăng, thích làm theo ý mình, coi mình là nhất, không chịu lắng nghe lời khuyên, ý kiến của đối phương, từ đó phát sinh mâu thuẫn, xung đột. Tâm trạng bất ổn, lên xuống thất thường có thể là nguyên nhân khiến con giáp tuổi Hợi hành xử bốc đồng và sốc nổi. Bạn có xu hướng cư xử khó hiểu với người ấy, đôi lúc còn chủ động khơi mào chiến tranh chỉ để xả cơn bực tức của mình. Vì thế mà không khí gia đình bỗng trở nên căng thẳng, khiến mọi thành viên trong nhà đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Đừng đem những nỗi bực dọc bên ngoài về và trút lên đầu người thân như vậy. Các cặp đôi đang yêu nhau cũng khó tránh khỏi cảnh giận hờn vô cớ vì một vài mâu thuẫn phát sinh. Suy cho cùng, khi cả hai không tìm được tiếng nói chung, ắt xảy ra xung đột,
khoảng cách cứ lớn dần cũng vì những lúc như vậy. Người độc thân cũng bận rộn với công việc, không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ. Sức khỏe của tuổi Hợi trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng này, thêm điều không vui phủ lớp màu ảm đạm lên bức tranh vận trình sa sút của người tuổi Hợi đến từ vấn đề sức khỏe. Tình trạng thể chất của con giáp này không được tốt, phần nhiều là do bản mệnh lo lắng, suy nghĩ quá nhiều khiến cho ăn uống kém ngon miệng, ngủ cũng không được an giấc. Buồn bã vất vả, nhọc lòng suy nghĩ cho công việc, tình cảm đang bào mòn sức khỏe của bạn nghiêm trọng. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho sức đề kháng giảm sút, kéo theo đó là hàng loạt bệnh tật phát sinh. Vì thế, muốn cơ thể khỏe mạnh, trước tiên mệnh chủ phải điều chỉnh tâm trạng của mình, giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan thì mới có sức khỏe tốt. Quý vị thân mến, vận trình của tuổi Hợi trong tháng 10 âm lịch có thể nói rằng khó khăn chồng chất khó khăn, vừa đương đầu thái tuế, vừa đương đầu với cục diện Hợi. Hợi tương hình khiến con giáp phải gồng mình đương đầu với khó khăn triền miên. Chưa xong việc này đã có cả đống việc chồng lên ở phía sau, tan biến. Tiền bạc cũng lần lượt tan biến, thậm chí tán ra bại sản. Để có thể hóa giải vận hạn này thì các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Hợi hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi hàng ngày để kích hoạt tài lộc và mang lại bình an cho mình. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét trên con đường sự nghiệp của bạn. Bên cạnh đó, vòng còn đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và mang quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.